Bầu show Phương Amina tiết lộ chính Phượng Ve đã nhờ vả làm mini show tại Pháp, lưu diễn xuất ngoại mini show tại Kinh Đô Ánh Sáng. Đây là những mỹ từ mà phía Cần Cần đang tô vẽ chuyến đi Pháp của Phượng Ve. Tuy nhiên, là người kinh doanh và là người ngoài cuộc, sợ bị liên lụy, sợ bị đồng sở hữu, Phương Amina bầu show tại Pháp đã lên tiếng vạch trần dự án xuất ngoại lưu diễn của đứa cháu quốc dân họ Lê. Chi tiết thông tin này ra sao, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Cậu Năm đi lưu diễn tại các sân khấu lớn ở trời Âu, tạo nên tên tuổi ông Hoàng Hồ Quảng. Còn ngày nay, sau hàng chục năm làm nghề, nhỏ cháu họ Lê mới một lần được lưu diễn tại một quán ăn, một quán nhậu ở Pháp. Thì đó không phải là một niềm tự hào, mà là một nỗi nhục của cậu. Khi có đứa cháu bất tài vô dụng, tham lam, nỗi nhục nhân lên gấp 10 lần. Khi sự thật về mini show của Phượng Ve lại được chính bà bầu show Phương Amina tiết lộ sự thật. Tương tự giám đốc Thái Gà, bà bầu Phương Amina sau khi đăng tải poster mini show Phượng Ve đã nhận về bảo bình luận và đánh giá của cộng đồng mạng. Trước phản ứng không ủng hộ của khán giả, bà bầu này đã lên tiếng làm sáng tỏ mini show tại Pháp của Hồng Phượng. Trong một bình luận, Phương Amina nói: "Hồng Phượng qua đây cần cô làm show, ok, có lợi nhuận." Đọc xong câu này, con Ve không đội một cái quần, 10 cái quần mà phải đội tới hết quần của thiên hạ. Ve không được mời đi lưu diễn mà nó cần, nó chi tiền để người ta tổ chức show cho nó. Phương Amina không mời Hồng Phượng cũng chẳng mến mộ cái giọng hát của nó. Đơn giản, Phương Amina làm nghề của bà ta, là người kinh doanh, bà ta cần tiền, cần lợi nhuận. Thấy có lời thì làm, mở ra quán bún bò mưu sinh. Xây dựng hình tượng là vất vả nuôi sống 5-6 miệng ăn nhưng lại hào phóng đầu tư vào một chuyến kinh doanh nước ngoài, nắm chắc phần lỗ, nói rửa tiền tẩu tán tài sản thì lại khóc lóc: "Tôi bị oan, có mà nội oan của thị mầu thì có."